là thanh viên Đốc Tà Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Bạn Hồ Văn Trung, Thu Kiều và Xuân Phương sẽ cùng biểu diễn bài hát Bùa yêu. Hát nhóm đúng không? Đây là như cái gì ạ? Các bạn sẽ cùng nhau biểu diễn cùng một lúc trên sân khấu. Không quan tâm đến người nào. Ngại quá. Bài hát Bùa yêu mà em chọn là một bài hát nữ và cũng là tông nữ. Vì... nếu mà bị vơi quá thì thôi em bè đi. Nếu mà cái đoạn cao hay sau này chỉ hát bè thấp thôi. Cái đoạn hú ấy không lên được đâu. Hãy chơi một cái đoạn nào đó thật ngay với em đi. Và từ buổi tập cho tới những cái lần tập sau đó thì em và hai bạn nữ còn lại là chỉ có tập theo kiểu hát nhóm. Và em bè những cái chỗ cao cho các bạn. Và mình hát những cái chỗ mà mình có thể hát được. Như thông báo luật thi chính thức của vòng này, đó chính là micro của các bạn sẽ có đèn. Và khi đèn của micro nào sáng thì các bạn mới được hát. Các bạn sẽ thấy tín hiệu đèn, xin mời. Mọi người thấy rõ chưa? Có câu hỏi gì không? Có bị hoang mang liền lập tức không? Bao nhiêu sự tập luyện có kiểu đổ vỡ liền không? Tất cả đều phá sản. Phá sản thật sự. Phá sản 100%. Và em cảm giác thôi rồi, tới đây là mình toi rồi. Đoạn coda là cái đoạn cao nhất bài. Thì em có cầu nguyện trong lòng đó là làm ơn đừng có cho mình hát cái đoạn coda. Thôi, bây giờ phải có tâm lý tí. Nếu như mà ai không nhớ thì mà kiểu bị fail cái khúc đó thì những người còn lại đừng có bị sao lãng. Ok. Không phá sản hay không phá sản hay không nói một lời. Phá sản không? Không. Không phá sản. Không phá sản. Không nhé. Chắc là không. Tự tin nha. Chúc các bạn may mắn. Cố lên. Không quan tâm đến người nào, nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với anh đi, đâu có may khi chưa nay bên anh bao người về xung quanh. Tin không anh đang thật lòng, anh nghe đây em nói đi em. Không yêu hay yêu đôi một đời, bên nhau hay thôi chỉ mơ yêu. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đôi một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Không ai đi chơi đâu ăn ngon. Em ơi em theo thùa này, yêu thương ai yêu hết lòng này. Chỉ là em đi thôi, em duy nhất riêng em. Xưa nay bên anh bao người vây xung quanh. Tin không em đang thật lòng, em nghe đây anh nói đi à. gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Anh tin em không? Anh tin em không? Anh có ngại gì. Em đang ở đây. Em đang ở đây. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Trang thương mại điện tử Tiktok.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Có một tiêu chí ở vòng này của chúng ta là chấm về phản ứng. Thì chắc là từ đầu đến giờ thì Phúc mới thấy đây là cái tiết mục mà các bạn phản ứng khá là tốt, mặc dù là đều chưa tròn trịa. Văn Trung, cái này không biết có gọi là may mắn hay không may mắn mà bạn đèn mic của bạn lại sáng đúng ở đoạn bridge, đoạn cuối cùng, và cái đoạn đó rất là cao. Nhưng mà Phúc đánh giá rất cao bạn là bạn vẫn cố gắng hát. Vòng này đánh giá về phản ứng nhanh, bạn phản ứng rất nhanh. Còn về Thu Kiều, nếu mà nói là lá bùa yêu ấy, thì bạn là cái chữ ở trên cái lá bùa đấy. Phúc cũng không hiểu rằng sao, nhưng mà ý là bạn như kiểu là cái nòng cốt ở trong cái lá bùa đấy, kiểu dạng như vậy. Tiết mục này là cái tiết mục mà Phúc thấy là đề cao rất là rõ và nêu rất rõ, nên cái lên cái tiêu chí của vòng này là phản ứng. Đánh giá cao các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Với cái thử thách vừa rồi thì tôi đang bị phấn khích bởi màn trình diễn của các bạn. Nói về Thu Kiều trước, theo thứ tự. Giọng hát của bạn hợp nhất với ca khúc này, và tôi biết là bạn ý thức được điều đó. Cho nên tôi chắc chắn người tiếc nhất là Oras Hoàng Thùy Linh. Khi mà biết rằng bạn tự tin về giọng hát của mình như thế rồi mà bạn lại không tự tin thể hiện những bước vũ đạo của mình. Chẳng biết là bởi vì bạn nhìn thấy hai người còn lại, người ta không nhảy, không thể hiện vũ đạo, thành ra bạn khựng lại. Nhưng đây là có phải là cơ hội của cả nhóm đâu. Đây là cơ hội của từng người cơ mà. Đến chung, tôi mà bị đùng một cái lên quãng 8 như thế thì tôi cũng chẳng hát được. Nhưng mà bạn đã chứng tỏ được rất nhiều bản lĩnh của mình. Lên cao, lên giả thanh để làm mọi thứ để chúng tôi thấy là bạn không sợ, bạn có tư duy và tôi dám thay đổi. Và đến Xuân Phương, Phương vẫn bị vấn đề về vị trí âm thanh, cho nên lên cao vẫn bị bí. Nói thì nói vậy thôi, nhưng đây vẫn là phần trình diễn mà tôi thích nhất. Có lẽ là suy nghĩ của tôi rất là khác với Oras, Tràm và Phúc. Bởi vì tôi thấy phần thi này quá xuất sắc. Tôi còn quên chào các bạn luôn rồi, chào các bạn. Nhận xét từ Thu Kiều đi. Khi mà vào một thử thách mà lúc nào sáng đèn mình mới được hát và có thể chinh phục ba người ngồi trên này và rất nhiều khán giả nữa, thì tôi thấy rằng là bạn đã thành công. Tiếp theo thì Trung, cái phần vào đầu của bạn khiến cho tôi cảm thấy nó không hề có một cái sự lệch gì với cả cái giọng nữ đầu tiên cả. Bạn đã rất cố gắng. Nó không còn là vấn đề phản ứng hay không phản ứng nữa, mà nó đánh giá cao cái sự trân trọng một cơ hội được cất lên tiếng hát của bạn. Tiếp theo thì Xuân Phương, đừng có lo lắng bởi vì hôm nay tôi cũng rất thích bạn. Với một sự bản lĩnh như thế này, với một sự phản ứng nhanh nhạy như thế này, và với những tư duy xử lý và sự cố gắng như thế này, tôi tin là các bạn nếu có vào vòng trong sẽ còn tiến xa xa lắm. Cảm ơn. Đoạn cao nhất trong bài, và thật không may là em dính vô đúng cái đoạn đó. Em muốn đi tìm cái anh bấm đèn. Em muốn đi tìm cái anh bấm đèn để hỏi tại sao lại cho em hát đoạn đó.